Xin chào quý khách hàng, hôm nay thì âm thanh số Trí Tâm của bên em đi lắp đặt bộ dàn âm thanh RCF ở Bình Dương, lắp cho trung tâm hội nghị tiệc cưới Golden Palace. Anh chủ là anh Hoàng, ảnh đã theo dõi kênh âm thanh số Trí Tâm của bên em khá là lâu rồi. Hôm nay thì ảnh quyết định là đặt niềm tin ở âm thanh số Trí Tâm của bên em không mọi người. Đây là con chiến mã của bên em nè, hái ra tiền nha mọi người, tiền không á, nằm trong em này nè. Bạn nhiều của bên em thì đang thống nhất phương án cũng như là vị trí lắp đặt mấy cái loa với lại anh Hoàng. Anh Hoàng là anh chủ nha mọi người. Mọi người có thể nhìn thấy cái sảnh tiệc cưới quá là rộng luôn, đúng không? Khá là rộng, rất là rộng, rất là đẹp. Hiện tại thì mọi thứ nó chưa có trang bị đầy đủ mọi người. Bàn ghế cũng như là thảm rồi, rèm che đâu nên âm thanh nó rất là vang nha. Nó rất là vang. Sau khi mình bày trí hoàn thiện thì âm thanh nó sẽ ok hơn ha. Chứ hiện tại bây giờ là tụi em vô là không cần revert, chỉ cần nói chuyện thôi là revert đầy đủ luôn rồi đó. Loa RCF ART932. Đây là dòng loa ACTI, có công suất là 2100W, độ lớn là 132 dB. Và trep sẽ là trep neo coi 75. Thì nguyên cái sảnh của mình thì rộng khoảng 25 x 25m², rất là rộng nha, rất rộng, rất đẹp ha. Thì chủ sở hữu thì yêu cầu là lắp một dàn âm thanh sao cho nó xịn, xịn là phải RCF mới chịu. Và mỗi một bên thì theo vị trí bố trí là ở trên kia nha mọi người. Mỗi một bên mình sẽ lắp hai cái bên này và hai cái bên kia, và tái sử dụng những sản phẩm đang có sẵn của gia chủ. Thì gia chủ đang sử dụng Swing Vega và B-Vay, thì cặp B-Vay để bên kia để làm monitor trên kia, tái sử dụng thôi, xem coi hiệu quả nó như thế nào. Nếu mà hiệu quả không đạt thì mình sẽ sử dụng toàn bộ RCF 100% hả mọi người. Thì mixer mình sử dụng sẽ là Yamaha DM3 đây ha. Rồi tủ máy bên này, đây tủ máy này là mình tái sử dụng lại. Men đánh sub, men đánh monitor. Còn các cái loa ACTI RCF của mình thì sử dụng thông qua mixer và crossover của Marani. Chút xíu nữa thì mình sẽ để lên bàn lắp ráp hoàn thiện đó. Anh em thì đang đi dây đấu nối cho nó hoàn thiện lại. Giờ tới tối là ở đây luôn rồi đó, ăn cơm ở đây luôn ha, ở nhà hàng tiệc cưới cho nó đã. Lắp xong hoàn thiện thì mình sẽ làm một cái clip khác ha. Đi lắp đặt mà có cái thang gì ngon ha mọi người. Tự động nha, chạy bằng pin đó chứ không phải cắm điện đâu. Đã chưa? Quá đã luôn. Làm gọn dây nhợ lại nha mọi người. Đây là bên tay phải, tay phải của phía em đứng ha. Còn phía bên kia là bên tay trái, tay phải bên này. Hai cái ART932 Bass 30 ACTI. Còn trên sân khấu thì mình sẽ tái sử dụng lại hàng của khách có sẵn, cặp sub Swing Vega và cặp monitor của B-Vay, để xem coi tình thế nó như thế nào. Tại đồ khách có sẵn hả mọi người, không thể nào tự nhiên thay đổi hàng loạt được, đúng không? Mình phải cố gắng khắc phục sao cho nó hay nhất. Trừ khi mà phải dùng từ là đú đế lắm, có nghĩa là bất khả kháng, thì khi đó mới tính đến phương án là lắp mới monitor hoặc là sub ha. Rồi, còn lại là chỉ còn làm gọn các cái công tác làm gọn cũng như là lúp test, kiểm tra dây nhợ đúng ngon lành cành đào, rồi cắt cốt chi pha gì các trò các kiểu ha. Về phần mixer thì anh Hoàng quyết định chọn là mixer số Yamaha DM3. Việc lựa chọn mixer số nó có cái điểm lợi là sau khi mình cân chỉnh hoàn thiện á mọi người, mình lưu lại đó, và khi cần thì mình chỉ cần gọi chương trình ra, không cần chỉnh chọt gì cả, là nó y lại như gốc ban đầu. Thậm chí là sau khi mình chỉnh chọt các trò các kiểu, lỡ có chỉnh sai thì mình cứ gọi cái chương trình gốc của nó ra như lúc chỉnh ban đầu là nó đã ok. Đó là cái ưu điểm của mixer số. So với mixer analog thì lỡ chỉnh tầm bậy rồi là quay lại là không được ha mọi người. Về phần tủ máy thì micro khách hàng sử dụng là P-Audio BM88 dành cho mặt bằng chung khách hàng sử dụng, và tái sử dụng lại cái em Shure WLXD để cho MC cũng như là ca sĩ hát cho nó đã ha. Crossover sử dụng sẽ là Marani DBA 480B, em này là 4 vào 8 ra. Tụi em là sử dụng sẽ cho full riêng nè,
sub riêng nè và monitor riêng. Bên dưới mọi người có thể nhìn thấy hai cái main màu xám xám á, là mỗi một cái sẽ cho một cái sub, và cái main hai kênh ở bên trên màu đen đen á, là sử dụng cho hai cái loa monitor ha mọi người. Cơ bản là set xong rồi nha mọi người. Nhưng mà trước khi trung tâm hội nghị tiệc cưới để mà khai trương á, thì mình sẽ có hai buổi để mình test chung với lại nguyên cái band nhạc hoàn thiện luôn. Với lại mình sẽ bày binh bố trận các cái bàn tiệc ở đây nè. Tại hiện tại không gian nó còn rất là trống trải, thành ra âm thanh nó không có gọn và đẹp nữa, thì mình phải bày binh bố trận hết toàn bộ ra. Khách khứa nó đông đông chút xíu á, thì mình sẽ thưởng thức đúng là chất âm của RCF. Thì cái buổi sắp tới mình sẽ thu nó chi tiết nó rõ hơn để cho mọi người cùng xem coi RCF RT932 này sử dụng trong sảnh tiệc cưới xem như thế nào nha. Anh mơ thương rằng tìm được em ở nơi cuối mây, để đời anh thôi không xót xa.